Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế tối thứ ba ngày 17 tháng 9 năm 2024. Chúc quý vị một buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe và tươi trẻ. Vâng, hôm nay thì uh, trước khi đến với những thông tin mở rộng liên quan tới vụ xả súng, à không phải xả súng, ám sát hụt Donald Trump, thì chúng ta sẽ vâng theo kiểu là mỗi ngày một kiểu cho đỡ đỡ buồn chán, tức là vui đâu chầu đấy đi hôm nay thì tự nhiên tôi thấy ảnh hình ảnh của ông emmanuel macron mà rất nhiều quý vị nói rằng bảo dạo này chả thấy ông ấy đâu cả vâng thì hôm nay là có hình ảnh của thần tượng của quý vị đây ông có vẻ đang rất vui sướng như là lễ trung thu của trẻ em ở nước pháp ấy nhưng mà đáng tiếc rằng hình ảnh của ông đã nhận được rất nhiều những cái sự chỉ trích của bàn dân thiên hạ khi mà đây chính là một video trước thềm của olympic gọi là dành cho những người khuyết tật và người ta nhìn thấy những người khuyết tật đang ngồi trong các xe đẩy ở Khải Hoàn Môn đúng không ạ? Trong khi đó thì vị tổng thống đang nhảy có thể nói là rất là vui sướng. Cứ như thể hiện mình và và tất nhiên là mình nhảy hơn những người khuyết tật rồi. Và đúng là dạo này ông Emmanuel ông ấy có vấn đề gì quý vị ạ? Đúng không ạ? Ông ấy trầm lắng một cách khó hiểu. Và rất có nhiều tin đồn, quý vị ạ, nhiều tin đồn rằng là có khả năng Emmanuel sẽ từ chức. Đấy, chúng ta sẽ cùng đi khai thác cái này. Nhưng mà tại hiện, hiện hiện tại thì một vài tờ báo ở nước Pháp đã đưa ra những cái dòng tít là ông ấy thì đang nhảy, còn những người Pháp khác thì không được nhảy. Thì tờ báo đó đưa ra những cái hàm ý rằng là những người ngồi trong xe đẩy thì không nhảy và không nhảy được và thứ hai là nền kinh tế và xã hội của nước Pháp cũng không thể nhảy được tại cái thời điểm này. Đại loại nó là như vậy. Thế còn uh, liên quan tới những thông tin về việc là ông Emmanuel có khả năng sẽ phải từ chức. Đấy và cái điều này tôi nghĩ rằng thời điểm hiện tại nếu quý vị cứ để ý rằng có một thời gian ông ấy rất là xôm tụ, đúng không ạ? Ông ấy rất là ồn ào và chúng ta không thể giải mã được là tại sao tức tất nhiên là dưới một góc nhìn của người lành mạnh nhá quý vị nhé đấy ví dụ như tôi chẳng hạn <laughs> thì tôi không thể là giải thích được tại sao ông lại ồn ào như vậy về cái việc là ông cứ muốn trở thành Napoleon đúng không ạ thế nhưng mà sau vụ đấy thì chúng ta thấy rằng là ông im re ông im đến bây giờ đã hai ba tháng nay rồi và như vậy chắc chắn nó phải có một vấn đề gì đó đúng ạ tất nhiên là có cái cuộc bầu cử uh, quốc hội thì, yeah, thì nó cũng cho thấy rằng đảng của ông là đã thất thố à, thất thẻo à không cái gì thất thế khổ lắm bình luận chiến sự nhiều dân ra nó cứ thất thôi đã thất thế so với lại đảng của bà Lê Panh và đảng của cái ông gì mà bây giờ đang thống trị đấy, đúng không ạ? Thì có thể đã khiến cho ông ấy bị một cái gì đó mà khi mà ông ấy chiến thắng trong cuộc trong trong cái cuộc bầu cử tổng thống lần 2 đã tạo cho ông một cái ảo tưởng sức mạnh rằng là ông ấy đang là một cái gì đó nó bất bại đúng không ạ? Thế nhưng cuộc bầu cử tổng thống đó, những cái sự phản ứng của đồng minh liên quan tới cái ý tưởng của ông về cuộc chiến ở Ukraine khi mà muốn đưa quân Pháp vào trong đó đã gặp những cái phản ứng nó rất, rất là dữ dội và nó đại khái nó rất là kiểu như nó vỗ vào mặt đấy, cho nên đã khiến cho ông cảm giác ông có một cái sự tình ngộ nào đó. Cho nên thường người ta gặp những cái đó, người ta gặp những cái rông bão của cuộc đời đúng không ạ? Thì uh, có người người ta sẽ im lặng, có người người ta sẽ vùng vẫy. Đấy, thì có khả năng ông, ông 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 này là ông gì? Ông Emmanuel Macron, ông ấy đã trải qua cả hai. Có nghĩa là ông ấy vùng vẫy rồi sau đó ông ấy im lặng đúng không ạ? Và cái việc im lặng này khá lâu này sẽ dẫn đến người ta có một cái sự đồn đoán rằng là ông ấy có thể sẽ từ chức trước khi mà cuộc bầu cử tổng thống diễn ra một hai năm nữa tuy nhiên thì khi tôi đọc đến đây thì tôi mới phát hiện ra tôi nói đến đây tôi phát hiện ra những cái phân tích này trong đó thì thông tin cho biết rằng là văn phòng quốc hội của nước pháp đang thông qua một nghị quyết sơ bộ để tiến hành một vụ truy tố nhắm vào tổng thống pháp và có khả năng điều này đã khiến cho ông đã khá im ắng và buồn trong thời gian vừa qua. Thế thì theo cái luật của nước Pháp ấy, đặc biệt là luật hiến pháp rồi tổng thống này nọ thì nó đi qua một loạt những cái quá trình nó rất là loằng tà là nhoằng. Thế nhưng nếu như trong trường hợp mà nó 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 đạt được đến cái mục đích cuối cùng có nghĩa là nó đi qua các cửa quốc hội rồi đến uh, cái 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 nghị thượng nghị viện pháp mà đóng dấu thì uh, ông ấy sẽ bị truy tố. Và nếu như vậy thì ông ấy sẽ phải từ chức ngay lập tức. Đấy, thế thì chúng ta cũng chưa biết thế nào Nhưng mà cho dù có sự, chuyện đấy xảy ra hay không Thì tôi nghĩ rằng là chuyện này đối với ông Emmanuel Macron Là một chuyện rất khó chấp nhận, đúng không quý vị? Một người mà cứ nghĩ rằng mình là Napoleon của thế kỷ 21 Thế nhưng mà cuối cùng lại có thể đối mặt với việc bị truy tố Điều đấy thật sự là rất khó gặm nhấm cái nỗi đau trong khi đó thì ở Ủy ban châu Âu ngày hôm nay thì Hội đồng châu Âu đã cho biết rằng EU đã phân bổ gói trị giá 1,6 tỷ đô la tiền lợi nhuận đến từ tài sản đóng băng của nước Nga cho các quốc gia để các quốc gia châu Âu này mua vũ khí ủng hộ cho Ukraine. Chưa biết rằng người Nga sẽ phản ứng với những cái việc này ra làm thao. Và mỗi khi tôi nói về châu Âu thì phải nói thật với quý vị rằng không ngày nào không nói về nền kinh tế của châu Âu, đặc biệt là nước Đức và nước Anh đúng không ạ? Tuy nhiên ngày hôm nay thì chúng ta có thêm cả nước Bỉ nữa. Thì cái việc gì đang xảy ra ở nước Bỉ nó cũng liên quan đến nước Đức thôi. Ở nước Bỉ thì có những cái nhà máy xe sản xuất xe chất lượng cao, xe sang ấy, ví dụ như là dòng xe Audi của Đức thì họ sản xuất ở Bỉ. Hôm nay thì đối diện với cái việc là ở trong nước Nhà máy sản xuất Volkswagen của Đức đang đóng cửa, sa thải nhân viên hàng loạt thì nước Đức cũng đang phải đối mặt với việc là họ sẽ phải đóng cửa cả nhà máy sản xuất Audi ở Bỉ nữa. Thông tin này vừa mới được uh, lan truyền thì một cái cuộc biểu tình được gọi là công đoàn dẫn dắt đã bùng nổ ra một cách rất bạo lực và đã dẫn tới những cái vụ đốt phá này nọ vân vân. Đại khái thì kế hoạch đó là kế hoạch cắt giảm 50% nhân sự của nhà máy và đóng một vài phần uh, gọi là một phần liên quan tới cái việc sản xuất dây chuyền của OD. Tất nhiên là cái vụ này là một vụ nổi loạn, đúng không ạ, ở Bỉ, liên quan tới ngành sản xuất công nghiệp nước Đức. Và đây cũng là một trong những cái vụ bùng nổ, uh, nó chống lại cái tập đoàn Volkswagen. Volkswagen thì nó sở hữu cả Audi, quý vị ạ. Quý vị biết đấy, cái Audi là cái xe mà nó có mấy cái vòng tròn đấy, đúng không ạ, mà nổi tiếng là cái đợt mà Christian Ronaldo được tặng một cái đấy. Đại khái vậy, xe đấy đi cũng bình thường thì có dân Trung Quốc thì nó rất là xính cái loại xe ô đấy không hiểu tại sao vậy là các cái nhà máy của Volkswagen ở Mexico ở Bỉ ở Đức thì đang gần như là huy động gọi là cái lực lượng phòng thủ của mình đúng không ạ để mà tiến hành đại khái là những cái cuộc phòng vệ trước những cái vụ liên quan đến cắt giảm nhân sự giảm lương lậu và bây giờ đang tấn công vào Volkswagen trên ba mặt trận Đức Bỉ Mexico còn ở trên chính nước Đức thì hôm nay hãng Volkswagen đã tuyên bố họ có khả năng sẽ phải đóng cửa nhiều nhà máy năm nay để chuẩn bị dọn đường cho một đợt cắt giảm nhân sự tới 15.000 người vàng số là một cái công ty sản xuất von, ô tô Volkswagen nó như là một cái pháo đài ấy, đúng không ạ nó ở châu Âu thì nó chẳng khác gì Toyota ở Nhật cả Uh, nhưng mà kể từ khi mà nó bị uh, cách ly đúng không ạ bị cắt khỏi cái nguồn khí đốt giá rẻ của nga tức là nguồn năng lượng để sản xuất đầu vào thì cái nhà khổng lồ sản xuất ô uh, tô hàng đầu thế giới này đã phải đối mặt với lại chi phí sản xuất ngày càng gia tăng và cạnh tranh đến từ các uh, công ty sản xuất xe điện như là Tesla và đặc biệt là nhà sản xuất xe điện của Trung Quốc BYD mà thậm chí BID giờ nó còn to hơn cả Tesla. Trong đầu tháng này thì chính công ty Volkswagen đã phải thu hồi lại những cái quyết định liên quan đến việc bảo vệ công an việc làm theo cái sức ép của công đoàn nước này diễn ra trong suốt vài thập kỷ qua. Và bây giờ thì họ không còn cái chế độ bảo vệ công an việc làm nghề nghiệp cho nhân viên của mình nữa để dọn đường cho cái việc phải xa thoại trên hàng loạt. Và điều này tương đương với việt là họ cũng sẽ phải đóng cửa các nhà máy, đúng không ạ? Ở một cái đất nước là nền cực công kinh tế lớn nhất của châu Âu. Vâng, thì như vậy là cái gì thì chúng ta không biết. Nói thật ra là đã có cả nghìn cái ví dụ liên quan tới cái sự suy giảm của nước Đức rồi. Nhưng mà Volkswagen thì nó là một trong những cái mà nó biểu tượng nhất, đúng không ạ? Nếu mà nó đóng cửa thì mình không còn nói phép nữa, đúng không quý vị? Nó rất thật rồi. Thế nhưng mà cũng chưa hết đâu. Nếu như mà Volkswagen mà chỉ cắt giảm tới 15.000 nhân sự thôi nhé. Chứ chưa phải là nhiều. 15.000 không phải là nhiều quý vị ạ. À, chúng ta nhớ có những cái thời điểm mà những hãng công nghệ cắt giảm hàng vài trăm nghìn nhân sự cơ. Đấy. Thế nhưng mà 15.000 ở Đức thì không phải là nhiều. Thế nhưng nếu kể cả họ cắt giảm những cái số lượng người này ấy. Thì họ sẽ phải chi ra một khoản tiền tới nhiều tỷ đô la. 4-5 tỷ đô la để giải quyết cái việc mà cắt giảm nhân sự. Chứ không phải là thích cắt thì cắt đâu. Vâng, trong khi đấy thì bà Bộ trưởng Ngoại giao vẫn tuyên bố rằng là đất nước này sẽ chi thêm 100 triệu đô la nữa để giúp cho ukraine vượt qua mùa đông bằng giá. Còn tình hình uh, kinh tế thị trường châu Âu nó ra làm sao thì ngày hôm nay các quốc gia châu Âu nói rằng là họ đã tăng cường mua khí đốt hóa lỏng của nước Nga một cách ồ ạt, mức độ cao nhất kể từ tháng 2 năm 2024 vâng Họ đã tổng cộng nhập khẩu tới 565 triệu đô la, số lượng lớn nhất kể từ kết thúc mùa đông năm ngoái, theo thống kê từ chính cơ quan thống kê của châu Âu. Và chỉ riêng tháng 7 vừa qua thì nhập khẩu khí ga hóa lỏng đến từ Nga ở thị trường châu Âu đã tăng tới 13,5% trên cái cơ sở so với lại tháng trước và cũng tương đương với lại so với lại cùng kỳ năm trước. Nước đứng đầu trong cái việc nhập khẩu lớn nhất của nước Nga đó chính là Tây Ban Nha. Nước này đã mua tới 2,3 lần, tương đương 250 triệu euro. Hà Lan xếp thứ hai. Ngược lại thì nước Pháp và nước Bỉ là hai quốc gia đã giảm một cách rất đáng kể liên quan đến khí đốt từ nước Nga. Và chúng ta cũng biết rằng hai quốc gia này thời gian gần đây thì cũng có những cái cuộc khẩu chiến với Nga. đúng không ạ? Cho nên là chắc là họ cũng khẩu chiến thì cũng bóp bụng luôn. Như vậy là trong 7 tháng đầu năm, các quốc gia châu đã chi tới 5 tỷ đô la để mua khí đốt đến từ Nga. À, so với lại toàn năm ngoái thì họ cái mức độ mua đấy đã đã gần bằng cả năm. Tức là 7 tháng thì là 5 tỷ còn năm cả năm ngoái thì còn 5,5 tỷ đô mà thôi. Và điều này đã giúp cho thị phần của khí đốt hóa lỏng của nước Nga tại châu Âu tăng từ 13,3% lên tới 18,6%. Còn chính phủ Nga thì cũng đồng thời ra một cái tuyên bố như sát muối vào liên minh vườn địa đảng rằng là phương Tây À, Tây Âu đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi từ chối khí đốt hóa lỏng đến từ nước Nga chúng tôi và bây giờ thì họ còn rơi vào một cái sự phụ thuộc nguy hiểm hơn bởi vì sự phụ thuộc này nó liên quan đến việc giá cả tăng hơn trước rất nhiều. Các quốc gia từ chối khí ga của Nga thì bây giờ vẫn mua khí ga và dầu của Nga, tuy nhiên thông qua các đất nước trung gian, ví dụ như Ấn Độ, Trung Quốc, thổ Nhĩ Kỳ, vân vân và tất nhiên đó vẫn là khí đốt và khí ga của nga với một mức giá mới thật là thông minh đúng không ạ những người đến từ vườn địa đàng thật là thú vị còn ngày hôm nay thì uh, trước thềm của cuộc bầu cử uh, quốc hội của georgia hay là georgia đại diện của đảng cầm quyền đã đưa ra những cái tuyên bố rất là to uh, nhắm vào bà tổng thống À vâng, không phải nhắm vào ông cựu thủ tướng uh, Bitzbittna Ivansviki À vâng, thôi lại nhầm quý vị ạ Khổ lắm, tiếng Anh giờ nó phong phú quá Tức là ông cựu thủ tướng uh, Bitzbittna Ivansviki Thì đã nói uh, Về việc là sẽ đưa một cái phiên tòa Nuremberg Đấy, đưa đại, đại loại như là Nuremberg Để mà chống lại uh, cái phong trào của Sakasvili, Tức là ông cựu tổng thống Mà bây giờ ông ấy đang nằm trong tù đấy Tôi nói là nằm chứ không phải là ngồi bởi vì ông đang ốm nặng. Và sau đó ông nói rằng là mấy ngày hôm qua thôi, ông tuyên bố rằng quốc gia của ông sẵn sàng để mà xin lỗi tới những người ở vùng Ossetia. Đấy, cho cái việc là đất nước đã tiến hành một cuộc chiến chống lại những cái người này để khiến cho những người dân này ly khai và kêu gọi sự hỗ trợ đến từ phía Nga, đúng không ạ? Vâng, với những quý vị mà chúng ta không quá quan tâm thì cũng hiểu qua một chút. Cái vùng Ossetia thì nó là cái vùng này quý vị ạ. Đấy, thì bây giờ là phía Nam Ossetia đã ly khai rồi và đang muốn là sát nhập vào nước Nga. Bởi vì là chính phủ của họ đã tiến hành một cái cuộc tấn công vào năm 2008 dưới thời của ông sakas Người thích nhai cả là vạp thay cho kem uh, của ông Joe Biden đấy, đúng không ạ? thì có thể nói là chính phủ Georgia dạo gần đây thì họ có rất nhiều những cái hành động để mà đại khái là nhắm vào cái việc có thể lấy lại những cái vùng đất là Abkhazia và Nam Ossetia, đúng không ạ? Bây giờ là các cái vùng đất tự trị mà rất muốn gia nhập nước Nga. À, rồi là những cái quan điểm của họ càng ngày càng xích gần lại với xã hội và chính trị của nước Nga, kinh tế nữa. Thì thực ra là mình không thể nói rằng là những chị chính trị gia ở Georgia họ thân Nga và họ Họ hoang tưởng về cái việc lấy lại cái này đâu. Chúng ta phải biết một điều rằng ấy là chúng ta không sống trong cái đất nước này. Chúng ta không biết các đất nước kiểu này và các đất nước kiểu khác ấy. Thì những nhà chính trị gia nó cực kỳ là đau đầu. Rồi sau này những cái ông như ở Armenia này hay là kể cả ông Azerbaijan vừa qua đã phải tiến hành để mà tấn công lấy lại vùng... Uh, vùng gì nhỉ quý vị nhỉ? Uh, vùng Karabakh ấy. Là bởi vì nó có những cái tranh chấp lãnh thổ mà cả hai bên đều cứng rộng ấy thì dẫn tới cái phong trào dân tộc chủ nghĩa trong nước nó bùng nổ nó gây sức ép cực kỳ khủng khiếp đối với lại các nhà lãnh đạo cho nên là cái việc người ta có lấy lại hay không thì không biết nhưng mà người ta sẽ phải chịu sức ép lớn và tất nhiên là phải dẫn tới cái việc có những hành động cụ thể đúng không ạ cho nên là bây giờ thì azerbaijan đã thắng rồi lấy lại rồi nhưng mà armenia chắc chắn là chính phủ này chúng ta thấy họ vùng vẫy bởi vì là người dân của họ sẽ không cho phép là đất nước của họ lại đánh mất một cái vùng lãnh thổ như vậy Một cách dễ dàng như vậy Ở Georgia cũng thế Người ta lợi dụng cái tinh thần dân tộc chủ nghĩa để người ta kích động cái tinh thần bài Nga Thì chúng ta biết rằng là Georgia mới lại Nga Thì cái mối quan hệ kinh tế nó gần như nó rất là gắn bó Mình nói thẳng là Georgia họ sống nhờ ở Nga Thế nhưng mà dân họ thì lại chống Nga khá là nhiều Bởi vì nó liên quan tới những vấn đề lãnh thổ Đúng không ạ? Mà tất nhiên lãnh thổ này thì không nằm trong lãnh thổ Nga nhưng nó liên quan đến cái cuộc chiến mà dưới thời Putin còn làm thủ tướng đấy thì họ đã ngăn chặn cái việc là Georgia tiến công đánh chiếm Ossetia Đàn áp Ossetia và Abkhazia. Cho nên là chính phủ này họ rất là khôn, đúng không ạ? một là mặc dù thì họ không có ảo tưởng về việc có thể lấy lại cái vùng này một cách dễ dàng thế nhưng mà những cái quan điểm gần đây và những cái chính sách gần đây cho thấy là họ càng ngày họ càng xích lại với nước nga thì sẽ làm cho nước nga mùi lòng đúng không ạ à, còn nếu không thì họ cũng có những cái hành động này để mà lựa chọn một con đường mềm mỏng mềm mỏng tiếp cận với lại nga à, và giải quyết cái vấn đề là chủ nghĩa dân tộc ở trong nước bởi vì càng ngày nó càng nặng đô À, chúng ta biết là rất nhiều người Georgia sang đường đánh Ukraine đánh ở bên phía Ukraine đánh Nga này, là bởi vì nó là như vậy. Và sau này họ quay trở về họ gây phiền nhiễu rất nhiều cho nên là để mà giải quyết được những vấn đề như thế chỉ có cách là họ phải có một chương trình nghị sự để lấy lại đúng không ạ. Thì cái cách mà lấy lại bây giờ của họ chính là cách lấy lại một cách hòa bình còn tất nhiên là lấy lại nó cũng không hề dễ à, tôi nghĩ rằng nước nga cũng không phải là không thể nhưng mà rõ ràng lúc bấy giờ thì georgia sẽ phải có những cái cam kết và những cái đảm bảo đúng không ạ à, trong tương lai vâng ít nhất là nhìn cái góc nhìn của mình thế nhưng rõ ràng ở đây chúng ta thấy rằng những nhà lãnh đạo của georgia à, ở cái thời này là họ đã rất là thực tế đúng không ạ à, tại sao tôi có thể quả quyết như vậy bởi vì tôi chỉ cần nhìn vào cái việc là Tại thời điểm này sắp có bầu cử nghị viện, họ mới nói cái việc này. Và họ tuyên bố à, thông qua đạo luật à, à, của các tổ chức nước ngoài, đúng không ạ? Khiến cho phương Tây gọi là sốt vó. Sau đó, họ cấm à, các cái trào lưu giới tính LGBT và chuyển giới, đúng không ạ? À, và hôm nay họ đã ra thành luật rồi này. Đấy. À, rồi sau đó họ tuyên bố chính thống giáo là quốc giáo ba việc tài trời và cuối cùng họ nghiên cứu việc là đưa cái bà tổng thống đương nhiệm ra hầu tòa bốn việc tất cả những cái việc này thì đều làm gọi là làm 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 mãn nguyện đúng không ạ mãn nguyện cái uh, người nga quý vị có để ý không ạ Đúng không ạ? Đấy, thế thì chúng ta thấy là rồi sau đó ngày hôm nay họ ra một cái chốt nữa là họ sẽ có khả năng xin lỗi người của Ossetia và hướng tới cái việc là tái thống nhất đất nước. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là ở Georgia cái tinh thần dân tộc nó đang trỗi dậy. Cho nên là ông nào mà nhắm tới cái việc là thu hồi đất đai ấy, thì ông ấy sẽ đạt được cái tỷ lệ ủng hộ rất cao, đúng không ạ? Nước nào cũng thế thôi. Nhưng mà Georgia thì nó rất là đặc biệt bởi vì nó chịu cái sức ép của các tổ chức nước ngoài, truyền thông, rồi là cách mạng màu, rồi là hạt giống ươm mầm, vân vân Nó cực kỳ khủng khiếp, diễn biến hòa bình như quý vị. Thế cho nên là những cái đấy nó cực kỳ quan trọng với quốc gia này. Và có lẽ là chính phủ nước này họ cũng rất là thực tế khi mà họ tiếp cận như vậy thôi. Còn chúng ta cũng không thể biết được, đúng không ạ? Biết đâu đấy với những cái sự cam kết của Georgia thì họ có thể lay chuyển được một cái sự quan điểm cứng rắn đến từ nước Nga đó là cho phép cái việc là hai cái vùng đất ly khai này sát nhập vào quốc gia này à phải không phải sát nhập mà tại đại khái là tái đoàn kết tái thống nhất đúng không ạ còn lại hai cái quốc gia đấy thì họ muốn là ly khai và sát nhập vào liên bang nga luôn đấy còn hôm trước mà Georgia định làm gì đấy thì Menvedev đã nói rằng là chúng ta không loại trừ khả năng mà sát nhập hai cái vùng lãnh thổ này vào liên bang nga à, đặc biệt là cái vùng Abkhazia này quý vị này nó ngay sát thành phố Sochi và nó là cái cửa ngõ quan trọng để mà hướng ra biển đen đúng không ạ? đấy nếu mà Georgia mà mất cái này thì có thể nói họ sẽ mất đi một cái vùng đất cực kỳ quan trọng và rất quan trọng đối với nước nga và cũng liên quan đến Georgia thì ngày hôm nay ông thủ tướng Georgia đã gặp ông thủ tướng của uh, Paşayen của Armenia uh, sau đó thì ông thủ tướng Georgia đã đưa ra một vài những cái lời chúc đại khái là chúc nhân dân rồi quốc gia này lựa chọn con đường phát triển hòa bình thịnh vượng À, vân vân và vân vân rất dài dòng mà tôi dịch ngắn gọn ra nó là à, tôi khuyên ông hãy nghĩ lại đúng không à? ạ bởi vì đến thủ tướng tổng thống à, à, Kazakhstan còn nói rằng nga là một cái đội quân bất khả chiến bại mà nếu leo thang cuộc chiến thì chỉ tổ dẫn tới hậu quả không ngừng mà thôi đúng không à? ạ cho nên là người, Georgia có thể nói rằng họ đang có những hành động đại mình gọi là từ dân dã gọi là vuốt mông ngựa à, đối với lại Putin và nước nga và tất nhiên là cũng lên một cái bài giảng cho Pasean, đúng không ạ? Nhưng mà nói chung thì Pasean là người của diễn đàn kinh tế thế giới rồi, khó nói lắm. Đấy, thế nhưng mà cuối cùng chúng ta đi khỏi những khu vực này nhé, mà tôi nói thật cả cả nước Nga cũng vậy thôi. Tất cả các nước mà có những tranh chấp về lãnh thổ ấy, nói thật ra là họ chịu sức ép cực kỳ khủng khiếp, đúng không ạ? Tôi từng nói quý vị nhiều lần ấy, là bản thân Putin hay bất kỳ một nhà lãnh đạo nào lên làm Tổng thống mà dưới cái thời mà... Ukraine không còn mặn mà với lại những cái người Slaver với những giá trị liên xô nước nga nữa thì cái việc mà họ bắt buộc phải thu hồi Crimea, họ thu hồi Crimea nó là một trong những thứ mà sức ép nó khủng khiếp. Tức là lúc nào nó cũng ở trong tâm trí của những cái người theo cái đường lối dân tộc chủ nghĩa nước nga, đúng không ạ? Trong đó cái giới chính trị gia, chính trị gia nó rất là nhiều. Rồi ở Ukraine cũng thế thôi. Ukraine chúng ta cũng biết rằng là nếu bây giờ mà có hòa bình ấy, mà mọi việc nó không ngã ngũ ấy, thì sau này chắc chắn nó rất nhiều chuyện, nó cực kỳ nhiều chuyện, nó không thể nghĩ được hết các chuyện của nó đâu. Cứ nơi nào thế có một cái sự 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 dạn nứt liên quan đến vấn đề sắc tộc và đặc biệt là lãnh thổ thì chúng ta thấy có những cái thế lực linh cẩu và kền kền đúng không ạ? Nó luôn tạo ra, nó đánh hơi thấy rất nhanh và nó luôn tạo ra những chất xúc tác để nó biến thành những cái cuộc xung đột. Cho nên là bản thân các quốc gia đấy là một phần, nhưng mà ngoại bang với sức ép của những đồng đô la in một cách miễn phí, đúng không ạ, thì nó rất là khủng khiếp, rất khó cưỡng. Mà nhiều ở Ukraine thì họ lại còn bị cái vấn đề lịch sử nữa, đúng không, quý vị? Đấy, cái vấn đề đối với Ukraine là vấn đề rất là nặng nữa mà lịch sử trong đó lại có những vấn đề về hệ tư tưởng mà hệ tư tưởng nó lại liên quan đến vấn đề mà động chạm vào những cái nghịch lân của người nga có nghĩa là những thứ mà người nga sẽ không bao giờ cho phép nó đại khái nó xảy ra ngay sát vách của họ đúng không ạ tôi đang nói tới những cái vấn đề chủ nghĩa dân tộc nhưng mà nó cực đoan theo cái hướng tân phát xít đúng không ạ vâng trước khi quay trở lại nước mỹ thì chúng ta đến vùng trung đông đi như vậy thì ở trung đông Uh, người ta chưa đánh nhau nhưng mà cũng gọi là gươm tuốt vỏ và nọ dương dây uh, ngày hôm nay thì uh, ở Israel ông Netanyahu đã có những cái tuyên bố thẳng thắn là ông xem xét cái việc là khai trừ ông Galan Bộ trưởng Quốc phòng ra khỏi cái nội các chiến tranh và thậm chí là phế chốt ông ấy khỏi cái vị trí Bộ trưởng Quốc phòng luôn bởi vì uh, cơ bản ấy, thì ông Galan là một cái người là tướng đúng không ạ và ông ấy nhìn về vấn đề quân sự thì ông hiểu một cách nó rất rõ mặc dù tôi không biết ông có hiểu về cái vấn đề chính trị của ông netanyahu hay không nhưng mà quân đội Xen đã thực sự xa lầy ở vùng gaza đúng không ạ tất nhiên là họ có những cái chiến thắng họ tạo ra những cái sát thương khủng khiếp đối với lại hamas và đối với người dân đó nhưng mà họ không có một chiến thắng triệt để và đất nước của họ xã hội của họ, kinh tế của họ, uy tín của họ, chính trị của họ đang nếu mà mình nói là trong cái vòng xoắn ốc đi xuống chứ nói xa lầy thì vẫn là còn khen chán. Thì điều đấy tất nhiên là ông Galan ông biết và ông ấy đã từng nói rất rõ rồi, đúng không ạ? Là phải có một cái thái độ kiên quyết, một là đánh thì đánh tới cùng để cho nó xong đi, chấp nhận đau thương. Còn hai thì thôi thì rút lui. Thế nhưng mà ông Netanyahu thì bây giờ ông ấy rút, ông không rút hẳn mà đánh ông không đánh hẳn mà trong khi đó ông lại muốn đánh cả lên khu vực liban nữa đúng không ạ thế cho nên là bây giờ thì ông galan ông ấy đã không ủng hộ cái cuộc tấn công vào uh, lam liban tức là đánh lại à, à, hezbollah đấy mặc dù trước đây thì ông ấy cũng có một cái sự ủng hộ cho cái chiến dịch quân sự đó nhưng mà bây giờ rõ ràng là ông nhìn thấy cái cửa đó nó không còn cao nữa đấy thế cho nên là ông đã có một cái sự phản đối và cái việc phản đối này thì nó động chạm tới 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 ông Netanyahu bởi vì có đánh vào Nibang hay không ấy thì trong cái quan điểm chính trị của Netanyahu trước công luận phải hô hào phải coi như đang đánh còn đánh vào đến đâu thì là cái cái việc đấy tiến một hai cái xe ra vào rồi tiến ra rồi lòng vòng rồi đóng quân đóng trại rồi rút ra tiến vào đúng không ạ thì đó vẫn là một cái cuộc chiến có thể không trên quy mô lớn nhưng mà vẫn đảm bảo được yếu tố chính trị cho Netanyahu cho nên là ông Netanyahu ông cứ nói rằng là chúng ta phải tấn công vào Liban để mà đem những người ở miền Bắc đã lưu lạc nhà cửa quay trở lại miền Bắc. Nhắm vào hàng trăm nghìn người sống ở cái vùng Galilee đấy. Đúng không ạ? Để bầu cử mà, để mà giữ ghế. Thế nhưng mà Galang thì hiểu rõ rằng là thực sự là Hamas còn chẳng đánh được thì làm sao mà đánh được Liban? Đúng ạ nó đánh được Hezbollah. Bây giờ thì thậm chí là tên lửa Houthi bắn từ 2.000 km còn chết nữa là nói gì đến đánh nhau với Hezbollah. Lại còn Syria, lại còn Iraq, lại còn Iran, thậm chí là Taliban nó còn nhòm ngó nữa. Còn Pakistan thì nó bảo là nếu như mà sử dụng vũ khí hạt nhân thì nó cũng chơi vũ khí hạt nhân luôn. Còn nếu mà đánh nhau thông thường thì nó không quan tâm. Đúng đúng không quý vị? Đấy, cho nên là chúng ta thấy rằng rõ ràng tình huống như Israel đâu phải dễ. À, cái mà họ có thể làm đó là họ chấn áp và sử dụng cái hỏa lực của người Mỹ thì đấy là một cái kịch bản mà nó thực nó 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 thực tế thế nhưng mà cái việc đấy nó không cho giúp cho Excel có thể thoát khỏi cuộc chiến này ngày nào họ cũng sẽ phải chấp nhận đối mặt với UAV với tên lửa đúng không ạ với là những cái sự tấn công ủy nhiệm tiêu hao đối với lại kinh tế xã hội quân sự của họ đó là một cái cơn ác mộng với một quốc gia nó bé tí tẹo như vậy đúng không ạ còn như vậy chỉ có một cuộc chiến tổng lực thì lôi kéo người Mỹ vào thì nó mới có thể dẫn đến cái hồi kết được thôi. Đấy và tất nhiên thì người Mỹ người ta cũng khôn. Người ta muốn là đánh nhau bây giờ thì phải sử dụng, sử dụng ủy nhiệm. Chứ chả đời nào người Mỹ người ta đánh nhau trực tiếp nữa. Cho nên là chúng ta mới thấy rằng là ông Tenan Nendan ông ấy đang có một cái sự gọi là cùng quẫn, đúng không ạ? Bế tắc, đấy, về mặt chính trị là thực sự nó là bế tắc không có lối thoát còn uh, cá nhân chúng tôi thì cũng không thể nói được rằng là Mỹ không nhảy vào bởi vì ấy, nếu mà Mỹ không nhảy vào thì họ không thể bảo vệ được cái căn cứ quân sự của họ ở trên đất Iraq và Syria và không bảo kê được các cái nhóm quân thân phản đối chính phủ đúng không ạ ở các nước này và không làm cái lá chắn để bảo vệ Israel trước họng súng của người Iran và thế lực kháng chiến có nghĩa là mất đi toàn bộ cái lá chắn ở phía này và Israel sẽ hở hoang hoác ra đúng không ạ đấy cho nên là nếu mà như vậy thì họ không bảo vệ được Israel, họ không bảo vệ được Israel thì họ không thể bảo vệ được cái quyền lợi của ở vùng Trung Đông nữa, cho nên đấy cũng là một cái uh, uh, đại khái nó là một cái vấn đề cực kỳ quan trọng nhạy cảm với nước Mỹ, cho nên là chúng ta cũng rất khó, nó không giống như là ở Ukraine, cho nên đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng nước Mỹ đã rút quân ra khỏi Trung Đông đâu, mặc dù họ đã có những cái thỏa thuận liên quan liên minh phương Tây với chính phủ Iraq rồi, đúng không ạ? nhưng mà họ không chưa rút, họ cứ hứa thôi. Còn hôm nay thì họ đã chính thức rút hết toàn 1.000 quân ra khỏi Niger. Đấy thì đấy là một cái bởi vì thực ra ở đây là họ không còn có cơ hội để ở lại nữa đúng không ạ? Và đây cũng chỉ là cái căn cứ UAV trinh sát của họ mà thôi. Và bây giờ cái vùng đất này là vùng đất kiểm soát của người Nga và người dân địa phương thì người Nga cũng rất thù địch với lại người Mỹ rồi. Còn về Yemen thì họ nói gì sau vụ tấn công tên lửa mà có thể nói là kinh thiên động địa ngày hôm qua? hôm nay thì lực lượng quân đội của Yemen đã ra tuyên bố. Đó là họ đăng một video về khoảnh khắc tên lửa siêu thanh Palestine 2 đã tấn công chúng vào mục tiêu quân sự của Tel Aviv trước sự bất lực của phương Tây và Israel. Kinh chưa? Sau đó thì cơ quan này đã đăng một loạt các cái thông số nói rằng họ đã sử dụng tên lửa Palestine 2. Đó là một tên lửa siêu thanh và dạng như siêu bội thanh ấy, tức không phải là siêu thanh tầm thường bởi vì nó có tốc độ 16 lần tốc độ của âm thanh à, tầm bay 2150 km và sử dụng tên lửa rắn hai giai đoạn và có tính năng tàng hình tốc độ tăng tới 18 mách 16 và có khả năng uh, di chuyển uh, gọi là điều chuyển trịch hướng cưỡi đạo và vượt qua năng lực phòng thủ của những hầu hết hầu hết những hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới trong đó bao gồm cả hệ thống vòm sắt có nghĩa là tên lửa của ông ấy là bá đạo tuyệt luôn chứ đúng không ạ đấy nó chả còn cái gì có thể đánh chặn được tôi mà như mấy ông này thì tôi ghi mỗi cái đằng sau nữa là tên lửa của chúng tôi chỉ bị chỉ có thể bị bắn chặn bởi tên lửa S 400 và S 500 của người nga thôi đúng không ạ đấy để quảng cáo cho gọi nhà tài trợ Hôm nay thì Bộ trưởng, uh, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Soigu đã lên đường tới Iran. Không biết là các ông bàn tán những cái gì? Chắc là cũng là những chuyện nó rất là nhạy cảm đấy, đúng không ạ? Liên quan đến chuyện tên lửa, tên liếc, rồi uh, các cái việc liên quan đến các cái nhóm quân mà bây giờ ở Syria đã nhận UAV và đào tạo của Ukraine để mà có thể tấn công vào những cái mục tiêu của Nga và thân Nga tại Syria chứ không phải là đùa. Và, và tin cuối cùng liên quan đến vùng này, một cách đáng kể thì uh, Netanyahu tuyên bố là sau khi phát truyền đơn cho khu vực dân cư ở mùng nam Liban, uh, ông nói rằng chiến dịch tấn công vào Liban có thể sẽ bắt đầu trong những ngày giờ, phút giây sắp tới, bất kỳ lúc nào. Và, và chúng ta cố nấn ná nốt đi, cái anh Iran là đi, hôm nay thì Iran nói rằng là họ chả liên quan gì đến tên lửa của Houthi cả. Đấy houthi đã phát triển một cái dòng tên lửa mới và đã phá thủng hệ thống phòng không vòng sắt và tấn công vào hệ thống phòng không của Israel và rất thành công tuy nhiên thì đây nó là một cái đột phá công nghệ nào đó của bọn họ chứ còn bọn tôi chả liên quan gì còn thì Israel uh, nói rằng là những kẻ nào tấn công thì sẽ phải chịu hậu quả đáng tiếc này nọ đúng không ạ thì cái này hôm qua chúng ta đã biết rồi và như vậy là chúng ta đã có những cái không khí liên quan tới khu vực trung đông với những cái diễn biến nối tiếp một vài thông tin liên quan tới nước nga hôm nay thì bộ trưởng ngoại giao của triều tiên cũng sang thăm nga đây là hình ảnh của bà bộ trưởng ngoại giao triều tiên và tôi quên mất tên rồi quý vị ạ Nước nga hôm nay thì chúng ta cũng có đã thông tin về việc là tổng thống Putin tăng số lượng quân của nga quân chiến đấu thường trực lên 1.500, đúng không ạ? Như vậy là số lượng thường trực thì tăng lên gần 200.000, còn số lượng tổng thì tăng lên tận 2.2 triệu, 2 triệu 400 000 và như vậy là đưa cái số quân thường trực của nga chỉ còn kém mỗi Trung Quốc thôi, vượt. Ấn Độ, vượt Mỹ và vượt cả chính Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Còn chúng tôi cũng rất là bất ngờ khi thấy rằng Ukraine cũng ngay ở đằng sau Triều Tiên với vị trí thứ 6 có 900.000 quân. Như vậy là Ukraine cũng không phải dạng vừa đúng không quý vị? Liên quan nước Nga thì hôm nào mà có bài phát biểu của Menvedev thì chúng ta sẽ nghiên cứu một tí để luyện cái gọi là cái 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 cái, 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 cái kỹ năng về ngôn ngữ quý vị ạ cho nó còn sắc bén. Biển lặng khiến thủy thủ bất tài đúng không ạ? Chúng ta dịch những cái bài mà nó đại lại đại loại là máy nó cũng dịch được thì nói làm gì. Đấy chúng ta phải chơi dịch cái đẳng cấp chùm cuối Menvedev vâng và để cho mọi không khí nó còn đại khái nó hồn nhiên và nó thuần khiết thì chúng tôi không biết ông nói về cái gì cho nên chúng tôi vào luôn à, với một tiêu đề là ký ức lịch sử và sự đáp trả không thể tránh khỏi gần đây tất cả những cái hành động của cái bọn cặn bã giống như là Boris Johnson, Joseph Buren và những cái kẻ cặn bã bài Nga một cách cuồng tín đã liên tục kêu gọi về việc tấn công sâu vào lãnh thổ nước Nga sử dụng năng lực của NATO. Một cách hiển nhiên là uh, thậm chí bọn chúng không có bất kỳ một sự giới hạn nào đối với những vụ tấn công như vậy đến từ phương Tây thì chúng ta cũng cần phải chuẩn bị một cách cẩn thận để mà đẩy lui những cuộc tấn công như vậy. Tất nhiên rồi, thế nhưng ngày hôm nay tôi muốn nói với các bạn về một việc khác về một cái nhu cầu à, để mà nhớ về những sự kêu gọi à, phạm pháp của những kẻ cặn bã phương tây nào đó à, và chuẩn bị cho một cái sự đáp trả tương xứng đến từ chính chúng ta có rất nhiều những lý do trong lịch sử nơi mà chúng ta đã trì hoãn những cái vụ à, đáp trả như vậy đó chính là những hành động đáp trả của Liên Xô và của quốc gia chúng ta hiện nay đối với lại Chotsky, Konovalet, Bandera, những kẻ khủng bố thời hiện đại và những kẻ phản bội khác. Và những hành động của các quốc gia khác bao gồm là cả đối thủ của chúng ta giống như người Mỹ chống lại những kẻ thù của bọn họ. Và câu này thì phải trích dẫn ngang một tí, có nghĩa rằng ấy, nếu chúng ta nhớ là người nga đã làm gì uh, với lại uh, những cái người mà họ đã liệt kê ra đúng không ạ ví dụ như trong cái trường hợp của bandera chẳng hạn thì uh, liên xô ngày xưa ấy đã uh, trả thù nhưng mà chuyện đó nó xảy ra rất nhiều năm sau khi chiến tranh thế giới chấm dứt uh, và nó diễn ra trong một cái thời hòa bình ở một thành phố ở châu âu đúng không ạ đấy ý ông ấy nói là như vậy thì ông ấy đã nói bắt đầu bằng một cái câu là nơi mà sự trả thù đã được trì hoãn tức là sẽ được thực hiện uh, trong một cái tương lai uh, xa xăm nào đó tiếp theo những hoạt động trả thù như vậy sẽ được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng uh, có thể là chúng ta không tiến hành ngay được nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ phải làm và điều này cực kỳ cực kỳ quan trọng nhân danh công lý tối cao và sự tưởng niệm của chúng ta với những nạn nhân vô tội tuy nhiên tôi muốn nhắc một điều quan trọng nhất đó là sự không thể tránh khỏi hay ý rằng là chắc chắn nó phải diễn ra còn cái việc nó diễn ra như thế nào bao giờ thì không nhất thiết là phải diễn ra một cách chính xác và biết trước chúng ta chỉ cần biết rằng là chúng ta phải khiến những điều đó sẽ diễn ra một cách chắc chắn những sự trả thù của chúng ta rồi những cái sinh vật mà tôi đã đề cập kể trên bất chấp là quốc gia của bọn chúng là gì, niềm tin là gì, bọn chúng là công dân nước nào, vị trí ra sao, bọn chúng là những kẻ đã phạm vài tội ác chống lại quốc gia và người dân chúng ta thì bất kể một kẻ cặn bã, điên rồ nào. Chỉ cần nói một điều rằng là chúng ta sẽ giết những người dân ở vùng Kurs, cần phải hiểu rằng chắc chắn chúng ta sẽ tìm đến bọn chúng do đó kể cả khi bọn chúng chuồn đi vào ban đêm bọn chúng cảnh giác trên đường phố bọn chúng thay đổi dữ liệu thậm chí thay đổi tên tuổi thay đổi công dân mang theo súng ống rồi ẩn núp vào những ngôi nhà an toàn nào đó cũng sẽ không trốn khỏi một cái số phận không thể tránh khỏi cho dù bọn chúng sống hay đã chết sẽ phải sống trong một cái nỗi sợ hãi và một điều nữa là chúng ta cần phải sử dụng những cái vũ khí đã quen thuộc đối với kẻ thù của chúng ta bất chấp một vấn đề liên quan tới yếu tố pháp lý thì chúng ta cũng nên tạo ra một cái cơ sở dữ liệu công cộng mở ở đó chúng ta sẽ liệt kê danh tính của những kẻ thù của đất nước chúng ta và người dân chúng ta bằng những cái dữ liệu cá nhân của bọn chúng để mà tiến hành để mà phục vụ cái mục đích là tiến hành những cái vụ tèn tén tèn trên thực tế. Và tức là đoạn cuối là tạo ra một cái website như kiểu là kẻ thù của Ukraine ở Ukraine đấy. Đúng không ạ? Danh sách kiến tạo hòa bình đấy. Mà ông nào rơi vào đấy thì chả có hòa bình đâu. Và nói chung là việc là hoàn thành bài dịch là đã khiến tôi rất là hài lòng với bản thân. Thì đã vượt qua được một bài khảo nghiệm quá là gắt gao. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi nốt cái phần còn lại với cái dữ liệu liên quan tới cái vụ xả, không phải xả súng, xả chết đúng không ạ? Vụ uh, ám sát hụt của Donald Trump lần 2. Ngày hôm nay thì có một cái thông tin mà nó khá là động trời nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là một thông tin uh, nó còn rất là tranh cãi đúng không ạ? Có nghĩa rằng là không phải chỉ có một kẻ mà muốn bắn Donald Trump mà những vụ bắn súng ở đấy. Uh, có thể đã có nhiều kẻ ở đó đấy và thậm chí là đã có những cái sự trao đổi giao lưu nào đó về súng ống với giữa chúng lẫn nhau rồi mật vụ lẫn nhau như nào đó uh, và chúng ta cũng có những cái tin đồn về kẻ tấn công đầu tiên của uh, vào donald trump thì cũng không phải là một mình đúng không ạ đấy thì uh, tuy nhiên thì người ta chưa có xác nhận mà thôi những dữ liệu tiếp theo là gì thì uh, thực tế là uh, người này tên là gì nhỉ Ryan Roth, Ryan Roth là một người cũng không phải là dạng vừa, bản thân ông ta cũng là một người viết sách và chủ yếu là viết những cái sách để mà ủng hộ Ukraine, một cách là nói chung là khá là cuồng tín. Trong đó thì khi người ta tìm vào những cái hồ sơ của thanh niên này, thanh niên 58 tuổi này thì người ta tìm thấy rằng là bản thân anh ta đã có những cái phát biểu mà kêu gọi cái việc tấn công vào nước Nga và kêu gọi ám sát với lại Tổng thống Putin và các cái nhà lãnh đạo của nước Nga. Và đại khái là có những cái loại nội dung như là sách vở rồi vân vân có một cái quá khứ đại khái liên quan đến cái việc đó và nó rất là bài bản theo một cái phong cách đó là 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 chống Nga và thân Ukraine đúng không ạ? thì rất giống cái người mà đã ám sát robert fico thôi thì cũng không có gì để nói nữa đúng không quý vị à, tuy nhiên thì uh, cái dữ liệu mới đó là nó khá là lẳng nhẳng liên quan tới cái việc bảo vệ donald trump ví dụ như là uh, ông joe biden thì nói rằng là cái việc mà xảy ra như vậy thì uh, rõ ràng là lực lượng mật vụ cần thêm sự hỗ trợ. Đấy, ông nói như vậy. Có nghĩa là như kiểu là mình vào quán mình bảo là thịt bò đây sao dai thế thì nó mang cho mình cái con dao sắc hơn, đúng không ạ? chứ nó không có thay thịt cho mình. Đấy. Thì ông Donald Trump ông Joe Biden cũng bảo là có lẽ là tôi sẽ cho thêm tiền để mà thuê thêm mật vụ để bảo vệ Donald Trump, đúng không ạ? còn tổng thống của ukraine zelensky thì nói rằng là nhiều người bảo ông Ryan good đấy là điên rồi nhưng mà à, đó là một cái người không hề điên rồ tí nào có nghĩa là một cái người mà rất yêu ukraine đúng không ạ à, thế còn cái liên quan tới cái việc thông tin nó khá là hỗn mang như vậy người ta dẫn tới một cái việc đó là không chỉ thanh niên này đấy là đối diện tình nghi duy nhất thứ hai là tại sao thanh niên này lại có thể nắm được hành tung của Donald Trump, một cái nhân vật yếu nhân mà bây giờ người ta cũng bảo vệ từ răng cho so đến cắt tốt đúng không quý vị? đấy và cái, cái, sự cái 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 vai trò của mật vụ như thế nào để mà dẫn tới những cái chuyện mà một người có thể mang tới khẩu súng AK hai băng đạn rồi camera đến sát udon trăm chỉ trong vòng 200 m hơn và một cái nơi rất là cẩn mật như vậy thì cho thấy rằng nó có rất nhiều những cái thứ liên quan tới những cái thuyết âm mưu đáng đằng sau cái sự vụ đó còn tất nhiên thì người ta cũng biết rằng là nếu Donald Trump trở thành tổng thống thì sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc chiến ở Ukraine bất lợi cho Ukraine. Còn trong chính phủ Mỹ hiện nay thì nếu Donald Trump trở thành tổng thống thì chúng ta cũng thấy sẽ có rất nhiều những cái quốc sách bất lợi cho đảng Dân Chủ, tức là cho tổng cái, cái chính phủ hiện nay. Cho nên là từ quan điểm đó thì rõ ràng rất nhiều người muốn Donald Trump không thể trở thành tổng thống. Và khi mà ông ấy bị thiên nặng hay là bị tèn 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 thì tất nhiên là không thể làm tổng thống được nữa, đúng không ạ? Vâng, còn trong quá trình mà bây giờ ông ta đang ngồi ở trong câu lạc bộ Juventus thì trang web để mà tuyển lực lượng đánh thuê cho binh đoàn quốc tế vẫn đang hoạt động ở trên mạng. Đấy, cơ bản là như vậy còn uh, Facebook thì đã tiến hành uh, gọi là tẩy xóa hồ sơ để mà ngắt kết nối uh, đối với lại uh, thanh niên này một cách rất là nhanh chóng. Chúng ta cũng biết Facebook của uh, của của Mark Zuckerberg ấy, đúng không ạ thì đã rất nhanh chóng là gọi là quỳ gối trước cái thế giới ngầm. Vâng và, và chúng ta sẽ kết thúc cái phần này liên quan uh, với dữ liệu này đó là cả cái thanh niên này và thanh niên ám sát Donald Trump trước đã bị bắn chết đấy. Hai người đều xuất hiện trong hai cái cái video quảng cáo tuyên truyền. Thứ nhất, thanh niên kia xuất hiện, đầu tiên ấy, xuất hiện cho quảng cáo BlackRock. Thanh niên thứ hai này xuất hiện trong video quảng cáo của binh đoàn, à, tiểu đoàn Azov. Và BlackRock và Azov đều có một cái gọi là, mình gọi là cái gì quý vị? Tử số, đúng không ạ? À, hay mẫu số chung, đó là Ukraine bây giờ thì thưa thầy bây giờ thì em đã hiểu đúng không ạ và ngay ngày hôm nay thì uh, trên ứng dụng twitter cái thuật toán tự nhiên của cái ứng dụng này nó đã xuất hiện hai từ khóa mà nó lại dính sát vào nhau đó là azop và thứ hai là blackrock và từ cái đó người ta bắt đầu lận ngược trở lại vấn đề và người ta đã tìm ra cái sự việc kể trên Vâng, như vậy là tất cả mọi thứ đúng không ạ nó không hề tình cờ uh, và nó là một cái câu chuyện rất là xuyên suốt mà chỉ những người ở một vị trí nào đó người ta mới quan sát để người ta sâu chuỗi được cái sự kiện này mà thôi còn những người ở sâu hơn nữa thì chính là những người đạo diễn đúng không ạ để khiến câu chuyện này nó xảy ra và bây giờ thì chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trong phần giao lưu câu hỏi địa chính trị ngay sau đây.